Hello em, mình là Yevi Milao đây. Hôm nay mình sẽ chơi solo với thành viên mới. Test kỹ năng cu em ấy. Thích chơi mấy game. Là em ơi. 200 máu luôn. Kỹ năng gì cũng được. Mày thích cầm cái năng gì mày cầm. Được chưa? Cầm cẩn thận nha, tí thua lại khóc. À, cái thằng cu em này cho nó một bài học. Bắn cái gì? Bắn 1917 đi. 1917 là cái gì? Này không biết ai là trùng từ chiến này. Dữ vậy sao? Kỹ năng vẫn là đẳng cấp. Bắn nổi không vậy? Bắn nổi không vậy? Ui, cua được một viên vào đầu nó. Thấy thế. Thấy nó ăn hên. Làm sao vậy? Mày biết rồi. Mày không biết ai là vua Spy. Con biết bây giờ mẹ chờ tiếng con. Ôi đợt kèo vẫn bắn trên nền kìa. Vãi c**. Đã chạy xuyên tường vãi c**. Hello bạn nhỏ. Phải đặt kèo rồi vẫn bắn xuyên kìa. Phải đặt kèo vẫn bắn xuyên. Chịu thế này chi game. Điều gì ta ơi. Ui sụp chết kìa. Này chi bẩn vãi. Gì vậy má? Trời. Chịu, này không được rồi. Phải chai hát rồi, thằng này nó chơi bẩn quá. Mày chai hát. It's showtime! Này phải bắn nghiêm túc nữa, giờ cũng được nhờ nó khinh mình. Qua mặt ta mà huy mày nhảy mày múa dậy mà múa đấy bắn mấy thằng này bị nghiêm túc mà nhờ bắn nó không được
chi bẩn. Cực kỳ thao đấu. Hơi mày sụp đầu không vậy? Đâu mất sớm á? Đâu cả đi. Mày ảo thật đấy. Mày lạng. Mày dậy mày lạng nó đi. Ngon. Đấy gọi là kỹ năng. Vai cần núp ai kêu vì nhảy bắt bài kêu núp nó ăn không cần ôi mười máu vai ôi ủa gì vậy chị game ăn hên game máy nhảy phát vào đầu luôn chứ thằng này chị game may mắn này. Dùng hết sự may mắn trong năm nay vào cái ván game phải máu đổ bướm. Ủa vậy hả? Mày no. Thấy kỹ năng tầm thường của anh mày. Đâu? Mày xong rồi. Non. Nói chung là bắn cũng hay, nhưng mà ai hay hơn thì không biết. Ok em, clip ở đây kết thúc, em slide, bye bye. What?